Một là chúng ta tạo cái phước do bố thí, gọi là đa năng ma gia bây giờ tôi dấu thú, tức là cái phước vật. Thứ hai nữa là cái phước do sự nghiệp giới, gọi là si lắm ma giá bây giờ tôi dấu thú, hay gọi là phước đức, tức là trong đời sống hàng ngày người Phật tử chúng ta tránh làm các cái điều ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thân hành động nào mà có hại cho mình, có hại cho người khác, hại cho cả hai thì chúng ta từ bỏ không làm. Lời nói có hại mình, có hại người, có hại cho cả hai thì chúng ta không nói. Ý chỉ quý vị suy nghĩ cái gì có hại mình, có hại người, có hại cả hai thì chúng ta không nên suy nghĩ. Chúng ta sống theo nguyên tắc đó gọi là giữ giới, là tạo được cái phước đức. Thứ ba là tạo phước trí, tức là phước do cái sự tu tiến nội tâm, tu tập nội tâm, gọi là Phāvanā Mayā Puññakariyā Phước, là người Phật tử chúng ta học pháp, học giáo lý cho rành rẽ, rồi chúng ta suy nghĩ pháp. Những gì chúng ta đã học thì chúng ta phải chiêm nghiệm hàng ngày để cho thấu đáo, hiểu được cái nghĩa lý. Và thứ ba là thực hành pháp, tức là hành thiền định, dùng trí tuệ để quán thấy các pháp vô vi là vô thường, khổ và vô ngã, và nhằm tránh cái cuộc luân hồi này chúng ta khẩn trương làm các cái công đức phước báo, phước vật, phước đức, phước trí để đưa đến sự giải thoát trong tương lai. Thì như vậy gọi là người Phật tử có trí tuệ, tạo được cái phước trí. Như thế thì nếu mà chúng ta tạo đủ ba loại phước vật, phước đức, phước trí thì chắc chắn là ngay trong hiện tại tâm của chúng ta sẽ thanh thản, an vui, cho dù gặp những cái hoàn cảnh khó khăn về vật chất hay là cái cảnh xã hội bị tật bệnh, loài người bị đại dịch, chúng ta tâm vẫn bình thản, vẫn yên vui ở trong cái thiện pháp. Và cuối cùng chính do nhờ cái công đức phước báo đã tạo, trong tương lai chúng ta sẽ vượt thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi này. Đây là một vài điều xin thay mặt chư tăng để khích lệ sắc tấn cho gia đình thí chủ cô Dương Thị Thúy và hai con Vương Thanh Tùng và Vương Thanh Lâm trong ngày làm phước hôm nay. Bây giờ chư tăng sẽ chúc phước báo cho thí chủ cũng như chư Phật tử đã tham dự, chư Phật tử hộ tăng đã tiếp tay giúp cho thí chủ làm bữa ăn cúng dường đến chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.